Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hoa loa kiền màu trắng bằng giấy. Có thước kẻ, bút chì, băng dính hai mặt, kéo và giấy màu trắng và giấy màu xanh. Đầu tiên chúng ta sẽ đi cắt thành cánh hoa, những cánh hoa.
ngón chân đi. Ta sẽ đi cắt một phần màu xanh để chúng ta làm thân quan.
Vậy là bông hoa loa kèn màu trắng của chúng ta đã hoàn thành.